nấu củ lao với củ từ. Trưa định rảnh nấu củ lao với củ từ ăn ở nhà các bạn. Này nấu chắc cũng hơi lâu, nấu chừng nào nó nứt ra thôi. Cậu nó chín rồi nè các bạn, nó nứt hết trơn rồi nè. Đó. Ừ, nó chín rồi, giờ đổ ra làm gì vậy? Ủa, nhịn tụ cái là muốn ăn rồi, nhịn ngon quá. Bây giờ đi chắc nước hông, hông cho nó ráo củ cho nó ngon. Còn nước không? Người đang kéo nó.